Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thế nhân Quảng Nam đang triển khai các phương án chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi. Ngày hội toàn dân đưa trẻ em đến trường, năm học này, ngành giáo dục đào tạo phải triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì những kết quả đạt được trong công tác dạy học và quản lý giáo dục. Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình tại các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương, nhất là những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chuyên mục có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Thanh Quốc. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi thì năm học 2021-2022 sắp bắt đầu. Đến thời điểm này, ngành giáo dục đào tạo đã có cái sự chuẩn bị như thế nào để đón năm học mới, trong khi các trường học đã chọn làm cái cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19? Nhiều thầy cô giáo, lãnh đạo các trường thì cũng có băn khoăn về cái việc là hiện nay cơ sở thì đang trưng dụng để cách ly, nhưng mà các địa phương cũng đã cùng với ngành cố gắng là sẽ sắp xếp tổ chức lại để sớm mà có cái bàn giao cái cơ sở để cho các cái trường học chuẩn bị cho cái việc tự trường khai giảng. Thì cái việc này là giữa ngành, giữa các đơn vị trường học thì cùng với lãnh đạo địa phương cũng sẽ có một cái trao đổi bàn bạc, có một cái tính toán để mà nó vừa phục vụ cho cái việc là tiếp tục là thực hiện cách ly phòng chống dịch tốt nhất, nhưng đồng thời cũng là phục vụ cho một cái việc lớn, đó là cái việc mà khai giảng và tổ chức dạy học năm mới. Tôi cho rằng là tuy nó có bị động nhưng mà không phải là vấn đề trở ngại, bởi vì từ đây đến khi từ trường thì thời gian nó cũng còn tương đối, thì cái việc này sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Vấn đề thứ hai nữa là trong công tác chuẩn bị cho năm học mới thì năm nào thì cái việc chuẩn bị cũng phải được quan tâm, điều đặc biệt là quan tâm đến các cái cơ sở, trường lớp, thiết bị đồ dùng dạy học, rồi vấn đề đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, rồi cái là các cái sách giáo khoa, những cái mà nó liên quan trực tiếp đến cái việc tổ chức dạy học. Thì đến thời điểm này, qua cái báo cáo của các cái lãnh đạo các cái phòng giáo dục đào tạo cũng như hiệu trưởng các cái trường trên địa bàn tỉnh, thì cơ bản thì cái điều đáng mừng là các địa phương, các đồng chí lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo cũng như các hiệu trưởng các cái trường của các cấp học đã chủ động trong cái việc mà xây dựng cái kế hoạch và làm tốt các cái công tác chuẩn bị cho cái việc khai giảng, từ trường khai giảng và học mới. Cụ thể đến thời điểm hiện nay á, thì các cái huyện vùng núi cao thì huyện cũng đã quan tâm trích cái nguồn kinh phí để lo đủ sách giáo khoa cho học sinh là cái đối tượng chính sách. Cái thứ nữa là cũng cân đối nguồn để mua sắm các thiết bị tối thiểu để phục vụ cho cái việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Thưa ông, thì Quảng Nam nhiều năm nay liên tiếp đạt được những cái kết quả khả quan so với cái chất lượng của toàn quốc. Vậy phía năm này thì ngành giáo dục đã tiếp tục có những cái hướng chỉ đạo gì duy trì cái kết quả cũng như là bước phát triển hơn nữa nhằm phát huy những cái kết quả đã đạt được? Rõ ràng những năm gần đây thì cái giáo dục Quảng Nam xét trên nhiều góc độ thì chúng ta thấy là nó là một cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực, thông qua cái chất lượng cái việc dạy và học, rồi cái kết quả của các cái kỳ thi kể cả trong tỉnh kể cả quốc gia, và nói ra đúng là kể cả cái bộ mặt của cái giáo dục về cơ sở vật chất trường lớp, về công tác quản lý chỉ đạo, nói chung là, nhưng mà đúng nói như chúng ta nói là cái đó tất nhiên là nó là một sự thay đổi tích cực đáng ghi nhận, cần phải được giữ và ổn định để phát triển. Tuy nhiên là tôi còn trăn trở nhiều thứ. Trong đó phải nói làm sao đó là phải tính toán để cho cái chất lượng giáo dục, nhất là cái chất lượng giáo dục đại trà của mình, là nó phải có sự chuyển biến. Thì cái mà tôi cho rằng là muốn chuyển biến được cái đó này, trước hết việc đầu tiên ở góc độ của người làm quản lý, người đứng đầu ngành, thì làm sao đó mà phải đi cùng với
các thầy cô quản lý các cái cơ sở trường học từ tiểu từ mầm non tiểu học đến trung học phổ thông, làm sao vẫn đi cùng với họ để mà mình tuyên truyền, mình tạo một cái nhận, một cái sự thay đổi nhận thức từ cái người thầy. Bởi vì nói thật ra muốn cho cái công cuộc đổi mới của cái giáo dục đào tạo nói chung mà của Quảng Nam nói riêng thì vấn đề quan trọng vẫn là con người. Khi mà các thầy cô giáo mà nhiều thầy cô giáo mà người ta tâm huyết, trách nhiệm thể hiện qua cái việc đầu tư trong cái việc dạy, việc học, trong cái việc giảng dạy, trong cái việc giáo dục, các cái hoạt động giáo dục của nhà trường thì rõ ràng cái chất lượng nó mới được lên được. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.